Tại bò tôi giết vào hết hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2022. Bò được tiếp lên xe giao cho khách ở Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Có nguyên lô bò mắc kèm dưới đây. Còn trong trại mình bò lỡ nhiều. Lỡ nhiều. Bò chuẩn bị lên xe. Giết đi, dẫn giết đi. Trời ơi mệt. Chứ kéo hơi lên đi. Chạy lấy này nè. Hãy
kéo lên rồi luôn đi. Đi. Nè kéo lên đi. Xuống. Okay.